Bây giờ lên số 9 đã khó rồi, rồi gặp bà chị nữa. Không mà em gặp Khánh cũng nhiều lần rồi thì Khánh đã hiểu ý em. Hiểu không? Hiểu ý em nhưng mà kiến thức của Khánh không bằng. Kiến thức của Khánh không bằng. Chị ơi, em không nghe rõ em tức dễ sợ. Ủa Khánh biết tiếng Hàn mà, Khánh nói tiếng Hàn với chị Harry đi. Anh nhỏ Khánh bút chí cái đó hòn cái đi. Anh nhỏ bút chí cái đó hòn cái đi. Anh nhỏ bút chí cái đó hòn cái đi. Chị nói lại câu đó đi chị. Chị nói lại câu đó. Chị hiểu câu đó không chị? Thôi chạy chị em tôi. À dạ. Chị em tôi cũng không được chính câu đâu. Em lo cho Khánh quá. Em làm giống y chang Nhi. Có một cái nhấn mạnh để cho người ta nhớ đến mình. Mình có nhận mình ngu chút đã. Đâu ai ngu. Đội em không hề có ai ngu hết. Kiến thức để đâu, kiến thức để đâu. Đội em chỉ là cái sự thông minh nó nằm ở cái mặt khác thôi. Đúng rồi. Không có nằm ở chương trình. Không nằm ở chương trình. Đúng nha, bạn nói cái này tôi thấy đúng, bạn đúng, tôi hiểu bạn mà. Tự nhiên thấy bạn thông minh ghê luôn á bạn. Mà mặt khác là chương trình nào? Những chương trình mọi người không biết đâu. Chương trình đó thường thường là đôi khi nó không phát sóng nữa. Không phát sóng luôn. Chị có, thôi em giấu cho riêng em biết thôi. Chị có, thôi em giấu cho riêng em biết thôi. Đây rớt miếng rồi, lên rồi đây. Thôi, tôi lên nào. Vô. Kiến thức cái gì? Quốc Khánh đến với chương trình nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Món ăn nào từ khoai tây có thể cuốn bay mọi thứ? Khoai tây cuốn bay mọi thứ. Quan trọng là có ăn không? Cái khoai tây mà lốc xoáy á. Chính xác. Anh trả lời bình tĩnh đi, câu này nó không quá khó đâu. Mình bỏ hai tay xuống đi, thấy hồi hộp quá. Không dơ lên chân. Rồi, đố chữ phiên âm tiếng Anh nha. Múc cái gì còn phải có internet mới làm được? Múc. Múc băng. Chính xác. Ôi. Dễ mà. Dễ. Dễ. Cái bộ nam suy nghĩ đơn giản là ra. Mấy lần trước chảnh á, hôm nay đổi phong cách nó điềm tĩnh là bắt đầu nó lên đơn. Rồi. Đố chữ. Hào sinh ra trong gia đình giàu có và quyền lực gọi là hào gì? Quyền lực hào môn. Chính xác. Danh xuất hiện từ gia tộc được mọi người nể trọng gọi là danh gì? Danh xuất hiện gì? Danh xuất thân từ gia tộc được mọi người nể trọng gọi là danh gì? Danh gia vọng tộc. Chính xác. Hay quá. Hay quá. Bình tĩnh nha, cố lên nha. Trong ca dao, loại quả nào thường được ví với mẹ già? Quả chuối. Chính xác. Ủa sao ra được liền vậy? Thấy ghê không? Quốc Khánh này là một Quốc Khánh điềm đạm. Đừng anh. Chúng ta còn số 8. Ủa định flex hả? Giấu con thú cho mọi người. Rồi, tiếp tục nha. Đố tên bài hát. Loại nhạc cụ nào thường bị tác động vật lý nhất? Cây đàn, đập vỡ cây đàn rồi đó. Chính xác. Quyết định nào. Trời, niềm hy vọng còn mình anh á. Đố chữ phiên âm tiếng Anh. Ca gì lúc nào cũng bất an? Ca gì cũng bất an hả? Đúng rồi. Bất an hả? Ai cũng muốn câu chuyện em luôn. Không nhắc. Ca nào bất an tại tiếng Anh đúng không? Cái căn quấn vô đúng rồi đó. Đúng rồi. Ca lo. Lo là ca đây, KDB là. Ủa mới nói vậy. Ủa. Anh sao ở bên đây làm gì đó, múa nè. Ca gì bất an ta. Lấy cái căn quấn vô. Quay lại quá khứ đi. Gánh nào. Ca gì tiếng Anh ta, đuối tiếng Anh là gãy rồi. Mới nói này là từ đó đơn giản lắm. Cano. Không, chết sợ. Cano là bất đúng không? Đang hỏi thôi. Chị sợ luôn á. Nhưng mà nãy kêu không được gọi lại mà. Anh nhìn chị Ngọc đi, anh phải liên tưởng. Cano. Yeah. Chết sợ. Rồi, đây là đố chữ. Thư tuổi Thìn. Khoan, lại chị. Thư tuổi Thìn. Thìn á. Thư tuổi Thìn. Đúng okay. Rồi. Cùng bốn người bạn nữ lập thành một nhóm nhạc, hỏi nhóm đó tên gì? Đọc lại câu hỏi giùm em. Chết rồi. Thư tuổi Thìn cùng bốn người bạn nữ lập thành một nhóm nhạc. Hỏi nhóm đó tên gì? Phân tích đi. Thư tuổi Thìn. Không đừng đọc lái. Đừng nhắc. Thư tuổi Thìn. Nhưng mà thư bất
bức thình lình. Thưa tuổi Thìn, cùng bốn người bạn. Cùng bốn người nữ, bạn. Nữ, bạn nữ lập thành một nhóm nhạc. Có đúng chữ không ta? Không. Thư tuổi Thìn, Thìn với bốn. Thì nó này đúng chữ đó. Nhanh lên, hết giờ rồi, nhanh lên. Ngủ lông, ngủ... Đây là bốn này mà ngủ lông công chúa. Đây là bốn này mà ngủ lông công chúa. Rồi, tôi có đơn nên tôi thích tên ca, nhưng ca ngại. Không nghe, không nghe. Rồi, từ từ, khán giả la không nghe. Khán giả la không nghe. Hết giờ. Hết giờ rồi. Khán giả. Cho nghe lại đi, cho em nghe lại cái đi. Cái câu đó bây giờ xuống trước đi. Xuống trước đi. Thế là cho em giả bộ cho em nghe cái đi. Xuống trước đi. Đó, câu hỏi là tôi cô đơn nên tôi thích đơn ca, nhưng ca mãi cũng đơn điệu. Để thoát cảnh hôn nhân đơn độc, tôi để đơn ly hôn. Hỏi từ đơn có bao nhiêu nghĩa trong đoạn lên? Đoạn trên. Đoạn lên. Anh trả lời được không? Khó. Hôm nay rất là vui khi mà em tham gia chương trình này. Và em rất là cảm ơn vì rất là hỗ trợ em lên câu 8. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, cô Khanh đã được cho bánh kem 8 màu. Ủa mọi người. Dạ cái càng là em ơi. Ê, không nghĩ là anh Khánh trả lời 8 câu luôn á. Ê, quê là hay lắm luôn á thiệt á.